Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ xay quả dâu cho Moon và Sky và cùng với sữa để cho các bé uống nha các bạn. Lần đầu tiên mua quả dâu với lại này mẹ cho mỗi đứa một quả này. Cầm lấy để mẹ còn làm cho mà ăn chứ lại còn há miệng à. Đây quả dâu tây rất là to đấy. Lần đầu tiên nhà mình mua quả dâu. Đây, quả dâu này thì mình rửa sạch sẽ nhé. Nên là giờ mình sẽ ngắt cái cuống này và bỏ vào xay. Có vị gì không Moon? Hả? Ngồi xuống. Ừ, đúng rồi. Ăn có cảm giác có vị chua ngọt gì không? Mẹ cũng chưa được ăn bao giờ nên không biết. Mẹ nghĩ chắc là ngon bởi vì thấy ăn thật cay. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống. Thì mẹ bỏ vào đây, mẹ xay, tí nữa mẹ cho con ăn. Có sao đâu, phải ăn đâu. Ừ. Ngồi đi con, ngồi đàng hoàng đi con. Ngồi xuống Moon ơi. Xuống đây. Một quả nữa là đầy cối. Trời ơi, để mẹ xay này. Ở đây là quay à. Muốn hộ hộ đi. Muốn hộ đi. Gì đây? Đấy, đây điện giật. Wow, đẹp chưa? Hạt hạt ở trong cái quả lông 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 này. Để mẹ xem nào, để mẹ xem. Xem được chưa nào. Quả ngon thế mọi người. Đây là thành phẩm dâu tây xay. Ngon thế. Muốn đợi một tí nha, em Sky còn biết đi chơi ấy nhà. Muốn từ đợi mẹ một tí nhỉ. Xong thì Muốn nói chuyện gì thế hả? Muốn nói chuyện đi. Moon kìa, Moon uống giỏi kìa. Hả? Này, uống đi con. Dâu tây đấy, từ ngày đón hai đứa về đến giờ không có dâu tây ăn đâu. Đó, Moon giỏi chưa? Hoan hô chị Moon. Sao cái không uống hay cho Moon uống hết đi? Cho chị Moon này. Không uống cho chị Moon.
Thế con uống đi này. Thế này hả? À? Chị muốn uống này, muốn này. Này này này, cho chị muốn này. Cho muốn này. Uống. Đó, muốn rồi. Mà chị muốn đi gái chị muốn nhà sẽ ca nha. À nhưng mà sẽ ca cái đấy cho quả dâu đây thì con đang thả đây này để mẹ cho sẽ ca quả táo. Uống đi nhá. Đây, đây cho sẽ ca một quả to đây. À, mời các bạn ăn có kìa, ok gì đòi ba muốn uống đi con uống sữa giỏi lắm nhỉ muốn uống đi sao cái xuống ghế con cái xuống đây ngồi con làm gì đây quả táo to cũng không ăn no thôi chứ không phải là đói đâu mà muốn uống đi rồi mẹ cho quả táo. Muốn giỏi lắm nhỉ, muốn giỏi lắm. Ngồi xuống đây ăn này. Ừ, ăn đi. Quay cái đít sang đây ai xem được. Quay trước này nhìn thấy chứ, mới đẹp gái chứ. Thế, giỏi chưa? Ừ. Ngon không? Có ngon không? Hả? Cái chai có ngon không? Hả? Hả? Ừ. Được rồi, được rồi, thương, 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 thương. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Giỏi quá. Có muôn giỏi chưa? Nó chưa? Chị muôn được chưa? Đã thèm chưa? Này, thưởng cho chị muôn này. Quả táo to không biết làm gì cứ ngồi xách xách. Chồng đít chồng vô duyên nhất cho bà này toàn chồng đít người ta nào gì muốn không ăn được à con to quá không ăn được à xuống ngồi một chỗ ăn đi đừng có nhảy nữa ăn quả táo này chân thì ôm bình sữa này. Tay ngồi đó ăn đi. Qua đây làm gì? Có ngon không? Quả táo của mẹ mua to thế có ngon không? Hả? Sư Cai ơi, có ngon không? À mua lại uống sữa tiếp. Để cho các bé ăn uống tự nhiên và để cho các bé ăn xong rồi đi chơi thì mình xin kết thúc video ở đây nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.